Em Tony Tiến xin chào quý anh chị nhé. Đây là cách kiểm tra ong mật đây các bạn này. Xem là vừa kiểm tra ong chúa và xem mật của mình như nào các bạn nhé. Xin quý anh chị xem và nhớ ủng hộ kênh của Tony Tiến nhé. Đây là quang cảnh em trực tiếp quay ổ ong đây. Anh kiểm tra được hai cầu rồi các bạn nhé. Hai cầu rồi chúng ta là mật số lượng mật được rồi. Chắc tuần sau anh quay được không? Nhà nó bay giữ quá có mùi để xong nó là chích quay lên đầu của anh kiểm tra kỹ thuật kìa các bạn. Đó. Anh nhìn em thấy kiểm tra đấy bị đó em hơi dữ lấy màn chắc ăn đi không chịu lấy cái màn hả lấy màn đi lấy màn chắc ăn đi quay vào mặt vì nó đã chích rồi nó dữ lắm các bạn nhá nó bị cái mùi của nó đó đó em đây đứng trên đầu cũng bị rồi em nuôi đây em nuôi nghe ngửi mùi này nó tấn công các bạn nhá em quay xa chút quý anh chị thông cảm nhá. Đây thì nhà đấy cũng được 3 ổ các bạn ạ. 3 ổ ong ạ. Này em zoom to này quý anh chị nhìn xem thôi chứ giờ sợ quá. Bị rồi anh kỹ thuật anh cũng bị rồi nhá. Đây, như quý anh chị đã thấy thì anh quay toàn cảnh đấy ạ. Giờ phải đội mũ các bạn nhá. Mũ để quay để kiểm tra chứ không nguy hiểm quá rất nguy hiểm ạ để phải chụp màn vào các bạn nhé nó nguy hiểm nó chích là chích ghê lắm ong nhà nuôi nhưng mà thật sự chưa thuần đâu quý anh chị ạ tôi nghĩ thuần như thế này đâu ong là không cho ăn gì các bạn nhé để tự nhiên ạ. Cầu cái đồng quân đấy. Hai cầu nhiều mật à? Được hai cầu rồi nhé các bạn nhé. Chuyển ra ngoài đi. Chuyển ra ngoài cùng. Chuyển ra ngoài cùng cho nằm mật. Chuyển ra ngoài cùng đấy. Chuyển ra ngoài cùng nó nằm mật. Ổ trong bây giờ nằm ít hơn. Để con. Ôi để con. Ồ, quân nhiều đẻ con thôi. Mật thì hay ở cầu ngoài các bạn nhé quân quân nó bu bảo vệ con rất nhiều hơn là mật đấy. Chuyên gia bị cay mắt rồi các bạn nhé vì chích nhiều nó phải bôi dầu gió vào mắt thì hơi bị đấy. Ra heo, ra chích vài phát để cho khỏe người heo. Cái này là nuôi ong chúng ta phải có kinh nghiệm các bạn nhé. Có kinh nghiệm thì như anh mới thấy là ổ này nó quân nhiều mà không có mật thì chúng ta phải chuyển ra ngoài để nó làm cả mật cả đẻ con nhé các bạn nhé. Cho nó đồng đều ạ. Ổ để trong ấy, chúng ta cái cầu này thì trong cùng mà. Nó khuất hơn thì ong nó chế vào wow. Nhiệm vụ để được chưa? Thì nó anh về để một lúc nó bay dầu gió nó bay hay mùi. Nó cũng bị con đấy, tay đó, chuyện bình thường. Heo ra đây heo, cho cắn vài cái cho béo lên. Rồi chuyện nó chuyển ra rồi. Đang quay, heo thích vào đây. Mày muốn làm giáo sư nuôi ong hả? Nhìn như mày nhìn, mày nói heo nhìn. Đây là chuyên gia thạc sĩ Đặng Trường, chuyên gia về ong nuôi các bạn nhé, tại nhà. Đây là cái kinh nghiệm này hôm nay em sẽ chia sẻ cho quý anh chị xem thêm cái ong nhá. Ong là chúng ta thấy cầu nó chuyên đẻ ong này chúng ta phải không có nằm mật thì chúng ta phải chuyển đổi cái cầu ra vị trí khác nhé cho nó làm cho đồng đều và cả đẻ con cả nằm mật. Em không dám đứng gần phải đứng xa xa chút ạ.
anh bị chích, anh bị chích 4-5 phát rồi các bạn ạ. Giờ anh kiểm tra xong anh để lại vị trí cũ của nó nhé các bạn nhé. Anh đang để lại vị trí cũ, anh bỏ cầu lại cho sắp xếp cho đúng vị trí. Mình thì đổi cầu thôi ạ. Để ông làm đẻ con với làm mật cho nó đúng quy trình các bạn nhé. Giờ bắt cho heo 1-2 con vào màng vào người để heo ấy. Tiếp tục kiểm tra ổ mới bên đây nhé. Khả năng mật dưới rồi. Ổ đây khả năng. Quân nhiều. Quân chắc nhiều. Cái này 3 câu à? Lâu ngày cái sáp ong nó dính vào nhau, làm nó tự dính vào nhau, nó cầm nó khó các bạn. Cầu mới à? Cầu mới ạ. Cầu mới mà mật nhiều thế à? Nó thấy quân ít. Thấy quân ít thì quân nhiều đâu. Em sẽ đứng ở đây góc độ đây cho quý anh chị xem nhé. Sẽ nhấc từng cầu đấy. Quân ít thôi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì đâu mà. Đấy, kém hay. Đấy, kém à. Mật nhiều các bạn nhé, kiểm tra mật thế mật nhiều thôi. Không phải ổ này tách ra giờ đợi và hai ổ vào một thôi, quân ít anh chưa? Cái thằng củ trong đi mất mất hết đây. Mật nhiều các bạn nhé. Số lượng mật nhiều đấy. Nó quay được hai ổ thì hai cờ hai được hai chai không? Chắc tuần sau quay được các bạn ạ. Cũng phải quay mùa này mùa hạn mà chúng ta mà không quay thì nó ăn hết ăn dần các bạn nhé. Những ngày mà nắng quá nó không đi làm được mật thì nó phải ăn thôi. Mà mình làm hết thì nó phải đi. Này, quân nhiều đấy các bạn này, cầu cuối cùng này quân nhiều này. Đẻ con phải không? Thường thường ổ trong nó hay đẻ con đấy à? Cấu này cái bữa nhắc cố bên đây bỏ qua đó, cái vòng con là để giống để theo nữa thôi. Còn anh đang kiểm tra các bạn nhé. Giờ bốc một số ong ấy bỏ vào cho heo chơi không? Dạ. Có chơi ong không để bốc bỏ vào người? Dạ. Cái bác Trường bỏ cười áo ra để bốc bỏ vào ngực luôn, thử thách xem là nó thích heo không? Rồi quy trình kiểm tra là ngon rồi các bạn nhé. Được 2 cầu phải không? 2 cầu quay đẹp. 3 cầu thì chúng ta nên quay 2 cầu nhé. Thì cũng được, cho đẻ con cũng được để phát triển. Một ổ cầu kia thì cứ cho nó ấy thôi. Cho nó nằm mật thôi. Anh muốn đồng đều thì cả đẻ con cả nằm mật thì cái cầu nó đảm bảo hơn. Tuần sau là quay là đẹp rồi, đầy cho 2 tuần rồi đắp 2 quần sợ hao mật. Đừng có tin anh, đừng có làm như anh Trường. Anh Trường là bữa hôm bị hao mật đó, đầy mật rồi mà không chịu quay đâu, nó ăn làm con nó ăn mất. Thấy có mật quay luôn đi, đừng có để nữa. Có mật thì chúng ta nên quay đi, không để nữa. Rồi cuối video kiểm tra ong chúa và mật ong này, để tuần sau đã quay đã xong kết thúc ở đây nhé. Xin quý anh chị xem thì thấy hay thì hãy tặng em Tony Tiến một like ạ.
Và anh chị em nào chưa bấm nút chuông, tiện bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Thăng Đi Tiến Sân Đón nhá. Em xin chào ạ.